Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này kênh tự Gia Phát chia sẻ với anh chị về một cái dòng cân điện tử cân mic. Cân điện tử Gia Phát đã giao cho vựa mic như ý ở Cái Bè Tiền Giang. Và video này chúng ta sẽ xem thực tế cái dòng cân nó như thế nào và nó hoạt động hiệu quả ra sao anh chị ha. Đây chính là cái bồn rửa mic anh chị ha. Anh chị cũng có thể mua cái bồn này từ kênh tự Gia Phát luôn. Còn đây chính là cái bồn mic. Ở dưới miền Tây anh chị gọi là bồn mic, mà em thì hay gọi là cái xe đẩy mic. Chính là cái xe mà đẩy cái mic lên cái cân ở đây. Và đây chính là cái cân thực tế mà kênh tự Gia Phát đã giao cho vựa mic ở Cái Bè Tiền Giang. Cái cân này nó đặc biệt ở chỗ là nó có hai cái dốc hai bên và nó rất là thấp để mình dễ dàng đẩy xe mic lên á. Còn con số ký mic đó, mình đọc ở đâu thì đây chính là cái nơi này, đây gọi là màn hình hiển thị hay gọi là đầu cân điện tử, thì nơi mà chúng ta sẽ đọc cái trọng lượng của xe mic anh chị ha. Còn thao tác cân mic thì cực kỳ đơn giản luôn anh chị ha. Anh chị sẽ bỏ mic vào bồn và kéo lên cân. Tại vì cái cân này nó đã thấp nhất có thể rồi và có hai dốc hai bên nữa. Chúng ta cứ việc kéo cái bồn mic lên rồi chúng ta đọc con số trên màn hình hiển thị. Và lần lượt như vậy rồi chúng ta sẽ cân được rất là nhiều và rất là nhanh những bồn mic. Và nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với cái việc mà ngày xưa anh chị cân bằng cái cân đồng hồ á anh chị ha. Và chúng ta đầu tư một cái cân điện tử cân mic này mà chúng ta xài thì cái thời gian á, cái tuổi đời của nó lâu dài hơn rất nhiều so với cân đồng hồ, và tính tổng chi phí thì nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với cân đồng hồ anh chị ha. Rồi, và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hiệu quả, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng của anh chị thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Đây là số hotline quen thuộc của công ty kênh tự Gia Phát, và kênh tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp bổ ích về dòng cân điện tử chuyên nước cân mic, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh tự Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kênh điện tử . Một lần nữa kênh tự Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt . Xin cảm ơn .